Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Ebion FTA 1200, mẫu xe Black Charger 1200cc chính thức ra mắt. Ebion FTA 1200, mẫu xe mang phong cách là Black Charger, cổ điển hiệu xe Mỹ, vừa được chính thức ra mắt tại triển lãm Intermos diễn ra tại Cologne, Đức. Đây là một mẫu xe xin mang phong cách là xe độ, với có động cơ là V10 với dung tích 1200 khối. Đây là mẫu xe được hãng xe Indian Motorcycle sản xuất nhằm hướng đến thị trường của Mỹ. FTA 1200 được sinh ra có động cơ là V10 với dung tích 1200cc, cho ra công suất đa 120 mã lực tại bồn tu máy 8250 vòng trên phút. Con số cực kỳ ấn tượng, một mẫu xe Black Charger đến từ thị của Mỹ, ra đời từ năm 1897. Indian FTA 1200 có tất cả là 3 phiên bản, bao gồm tiêu chuẩn S và Ray Critical S. Phiên bản và cả 3 phiên bản này đều dùng cái động cơ chung và khung sườn giống nhau, chỉ khác nhau về trang bị cũng như những tính năng cao cấp trên xe. FTA 1200 có 3 chế độ chạy khác nhau, bao gồm Standard, Grand và Sport. Các hệ thống an toàn và công nghệ hiện đại trên xe có thể kể đến như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo, hệ thống hỗ trợ cân bằng xe, hệ thống là chống trượt, màn hình TFT với kích thước lớn, vân. Hiện tại, thông số kỹ thuật chi tiết của FTA 1200 vẫn chưa được tiết lộ. Và giá của Indian FTA 1200 phiên bản tiêu chuẩn được niêm yết dừng ở mức giá 11.900 euro, tương đương rơi vào khoảng là 320 triệu đồng Nam. Phiên bản S thì có mức giá 13.000 euro, tương đương gần là 350 triệu đồng Nam. Còn phiên bản cao cấp nhất dừng ở mức giá là 13.500 euro, tương đương rơi vào khoảng là 363 triệu đồng Nam. Và cùng chúng tôi xem chi tiết mẫu xe thiết kế Black Charger cực kỳ độc đáo vừa được hãng xe ra mắt tại triển lãm Intermos diễn ra tại Đức. Các mẫu xe nhập của Indian và Victory được công ty là Trần Mạnh nhập khẩu về phân phối thị trường Việt Nam. Đây là hai hãng xe mang hiệu nổi tiếng của Mỹ nhưng ít được biết đến ở thị trường Việt Nam. Những người yêu thích cái dòng xe này của hai hãng phải đặt hàng để cửa hàng chuyên nhập khẩu xe nhập Việt Nam theo cái sở thích. Cảm ơn các bạn đã theo dõi này là cái tiếp, nhớ like, share, subscribe.